trang CD cuối. Những cái anh mà đế bình thường, bình thường đây là loại ở lại thường hay sao ấy? Có ba loại đế đủ. Hôm trước mới xem xong. Em chuyển cho anh này là cuối. Đế vật. Anh xin đang để theo thứ tự mà. Tất cả từ trước giờ đang để theo thứ tự là Hạnh, Thuận, Duy, Hưng, Khánh rồi. Đây là con này là từng từng chung hay sao? Cái con mà giống màu vàng vàng là gì? Hạnh, Thuận, Duy, Hưng, Khánh, tất cả. Hạnh đủ rồi. Sao sao anh nhỉ? Cười nó không bọc. Đây con hình như con màu đen này là một con cao cấp đi. À đây, xem đi. Đây là cái con màu đen, con này là tường chung này. Hạng thường là con màu hạng thường là màu gì nhỉ? Đỏ, không logo, à không bóng. Đây là cao cấp này, con này cái biển, đen biển đỏ này cao cấp này. Đây hạng thường đây sao này? Thường nó sẽ màu này. Giống màu vàng vàng cam cam ấy là màu hàng chung. Đây như này là hàng chung này. Chung mấy đĩa? Ừ, 6.000 đây này, 6.000 xe này. À 6.000, 6.000 xe này. Bây giờ mà anh để, anh nghĩ để vuông ít cho nó dễ xem. Để tròn này. Tư vấn anh cứ để nó cho thêm con. Chẳng biết sử dụng gì chị ảnh hàng đầu 6.000 xe áp vào cái được luôn. Em tách ra bấm chuột phải hàng nước mình chưa có. Xong rồi có chỗ phần là tách video. 3 triệu nữa. Con này hàng cao cấp rồi. Vẫn tầm trung. Vẫn bị xếp vào tầm trung, cưng thật. Thuận đi lên cầu hả? Có nhé. Cũng có không? Đi solo với tớ nhé. Thì em anh đổ xe một chiếc. Ok, tí làm kéo đơn nhé. Anh và Khánh. Anh mà thua anh cho em 200 chạy chi phí mai VIP phát. Kéo 200.